Thưa quý vị và các bạn, truyện Kiều như một lẽ tự nhiên, hàng trăm năm qua cứ đi sâu vào đời sống, được vận dụng trong lời ăn, tiếng nói thường ngày của người dân. Từ Vịnh Kiều, Bình Kiều đến Ngâm Kiều, Lẩy Kiều, Bói Kiều và đặc biệt là câu đố tập Kiều đều đã thu hút được số đông các tầng lớp nhân dân tham gia. Đó cũng chính là nội dung của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không biết việc tập Kiều có từ bao giờ, thế nhưng trong thực tế, sau khi đi vào đời sống, truyện Kiều ngày càng có sức sống mạnh mẽ, thực sự góp phần làm giàu thêm tiếng Việt, giúp tiếng Việt ngày càng sinh động, bắt đầu từ ý tứ của những câu thơ, lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Tập Kiều là một thú chơi, câu đố tập Kiều cũng là một thú vui tao nhã. Họ đã lẩy ra từng câu, từng đoạn thơ Kiều và có ghi chép lại thành một câu đố về một hiện tượng, đồ vật trong cuộc sống. Đã có nhiều câu đố bằng tập Kiều càng đọc, càng ngẫm mới thấy thú vị làm sao. Ví dụ như khi đố về cái cân bằng những câu thơ Kiều như sau. Vâng lời khuyên giải thấp cao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Đúng là cái cân để đo lường chứ còn gì nữa. Một số câu đố Kiều là người đố dùng những câu Kiều hoặc lẩy Kiều để đố xem ý câu đó nói gì. Với nội dung này, người giải phải có óc suy xét, phán đoán mới giải được. Và lạ thay, có nhiều câu có lời giải có vẻ thật chính xác. Ví dụ như khi đố về cái gương, dĩ nhiên chỉ cần đọc hai câu sau. Cùng nhau trong mặt cả cười, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Hay khi đố về diều sáo thì sẽ có câu: cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Tả cái diều mà ví với cánh hồng bay bổng tuyệt diệu, còn cái sáo diều thì sao? Cái nào cũng có hai miệng song song, và mỗi loại sáo chỉ phát ra một tiếng kêu tùy loại to nhỏ. Người làm câu đố rất hiểu về diều sáo mà cũng rất thông tỏ truyện Kiều. Hay khi đố về cái áo mưa thì hai câu này: mặc người mưa sở mây tần, tuyết sương che chở cho thân cát đằng. Còn đố về người thợ nhuộm thì sẽ: trót vì tay đã nhúng chàm, cỏ pha màu áo nhuộm non da trời. Bởi thợ nhuộm thì suốt ngày tay nhúng chàm, suốt ngày pha màu với nhuộm là đương nhiên. Ví dụ như khi đố về xe ô tô, cụ Nguyễn Tiên Điền lại đọc những câu như: lạ gì một cốt một đồng, khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyến vần. Thênh thênh đường cái thanh vân, một xe trong cõi hồng trần như bay. Việc mượn Kiều để đố, đây là hình thức được thể hiện qua các câu thơ đã được chuyển từ nghĩa không ẩn dụ thành nghĩa ẩn dụ. Hình tượng câu thơ được gán ghép với cách hiểu khác. Lời đố mô tả những yếu tố cấu tạo nên vật đố, nhưng chỉ cần đưa ra một vài đặc điểm chính, có thể kèm thêm một vài điểm phụ. Chẳng hạn như khi đố chiếc chăn bông sẽ có những câu như: lửa hương chốc để lạnh lùng, nào người tiếc lục tham hồng là ai, gọi là đắp điếm lấy người, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Còn đố về người đánh máy chữ, có thể đọc câu: tay tiên gió táp mưa sa, một thiên tuyệt bút gọi là để sau. Hay khi đố về cái nón thì người ta sẽ nói: trong khi ngộ biến tòng quyền, nắng mưa đã biết mấy phen đổi rời, công trình kể biết mấy mươi, dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu. Khai thác trong 3.254 câu thơ truyện Kiều còn rất nhiều câu đố khác nữa. Từ truyện Kiều với những giá trị riêng có của kiệt tác, người đời sau đã nghiên cứu, vận dụng, khai thác bằng nhiều hình thức, nhưng tất cả đều tôn vinh những giá trị nội dung, thẩm mỹ của truyện Kiều cũng như tài năng của đại thi hào Nguyễn Du. Chương trình Nguyễn Du và truyện Kiều xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.